不行，可不行，行，大哥，我们接着吧。行啊，你说呀，有没有肚khá là lâu rồi mọi người ạ. Chế biến cái món này thì nó thật phải kỹ càng cơ, nó mới độ tạo cái độ giòn của con bọ xít lên. Của mình cũng gần được rồi, mà để sắp được chưa? Em cũng gần được rồi. Nhưng mà của anh còn chưa có gia vị mà anh nhỉ? Tí nữa. Thôi thôi thôi. Này, kìa, kìa. Lại, thôi, thôi. Mất ăn. Kinh đấy. Ăn nếm con. Nếm thử cái. Tôi đỏ. Nè. Được rồi, rồi. Để tiến hành vớt của mình ra nhá. Không, của anh còn giai đoạn 2 nữa nhỉ. Thôi thôi, thôi không phải hất nữa. Ăn cơm là phải cho nó đậm đặn một tí. Chán lắm. Của mình còn là công việc rất đơn giản thôi. Bây giờ phi tỏi lên và mắm và đổ cái này vào đảo là xong nhé mọi người nhé. Đũa đâu? Không bao giờ cay nhưng mà chưa được giòn. Đũa nhà mày đâu? Giòn nhà mày. Ở nhà mày. Vậy em thử lấy một con đấy nó giòn. Con cái ấy. Đấy, để trứng ra. Úi dồi. Ừ, giòn ấy, nhưng mà mất vị á. Mất vị. Bọ xít hai món. Trong tay anh chỉ cầm con đó hoa. Từ nhà em nhà ngò ngò qua. Ai
thấy hấp dẫn chưa? Thơm nước chưa? Tuyệt vời chưa? Sao cho mình lâu chín rồi? Bánh được rồi đấy. Ui, giòn quá, mày tứ tung. Ok rồi nhá, món của mình đã xong rồi nhá. Cực giòn và cực thơm nhá. Wow, nước mũi luôn. Không còn một chút mùi vị nào hăng của con bọ xít nữa rồi. Trưng bày để cho mọi người cùng thưởng thức và xếp hạng hai cái món ăn của anh em mình. Em không có sữa. Em đi một đĩa đã. À đây. Ok nhá mọi người nhá. Tuyệt vời chưa? Ừ, nếm lại em ạ. Không nếm không ạ? À. Ừ. Ừ, tuyệt vời chứ. Tuyệt vời. Nào. Đây. Đấy. Nó cứ phải gọi là đặc cấp. Nhìn như hai đĩa rán đấy mọi người. Nhìn như hai đĩa con rán rán đấy, nhưng mà cái món này vẫn là đẳng cấp này. Nào. Mời các vị giám khảo thưởng thức và chấm điểm cho hai cái món của em muốn hơn. Của mình nhìn là biết là về màu sắc của mình đẹp hơn. Ông cháu thử một cái nào. Ông chén được món này không? Bà Năm chén được món này không? Ăn được. Đây, phải nếm thử hai đĩa luôn nhá. Rồi. Bà giám khảo. Đấy. Cái nào là 10 điểm cộng? Hai bàn bánh khảo. Cái nào là 10 điểm cộng? Con nào là con cái? Con nào là con cái? Đấy, không bây giờ không nói của ai trước mà nói đĩa nào ngon hơn được. Sao? Ngon không? Đĩa này ngon không? Giá khảo. Không ngon. Quá ngon. Đĩa này thử. Đừng biết nó xem nào. Cái món này phải cầm tay nó. Đúng rồi. Ở kia ấy. Em ăn hai ba con một được. Ăn hai con bên một. Bên nào ngon hơn? Cái nào ngon hơn bao giờ? Hai cái ngon như nhau. Không ổn rồi, không ổn rồi, bé à. Đấy, hai cái còn nhiều nhỏ. Bánh khảo này, thì không bánh khảo không ăn thua. Anh Cang, xuống thử xem nào nhanh lên. Bánh khảo bằng anh. Đây này, đây giám khảo chính. Cái bên kia mạnh luôn, cái bên này vừa vừa. Cái này của cháu là bánh cơm. À, thằng nào. Cái này ngon hơn. Cái này ngon hơn. Cái này ngon hơn, một người cái này ngon hơn. Cái nào ngon hơn? Giám khảo chấm cái này không được. Cái này ngon hơn. À. Rồi bây giờ là
hòa rồi. Cái này không hòa. Anh Khang mới được, còn chỉ còn mỗi anh Khang thôi. Còn mỗi anh Khang thôi. Cái này giòn hơn. Món nào là không, không cần biết của anh, của ai. Thử món này chưa đúng không? Đấy. Em một cái ạ. Mỗi đĩa từng mấy con ạ. Mình cái này giòn hơn. Cái này được 10 điểm, cái 8 điểm. Ừ, cái này giòn. Cái nào ngon hơn? Cái này giòn. Cái này. Ui giời ơi. Dạ, cái này cũng phải được. Cái này ngon hơn. Cái này ngon hơn nhiều. Cái này giòn. Nhiều ngon hơn không? Quá tuyệt vời. Đấy. Thôi nào, ăn cái thôi. Đây là một bữa ăn bình thường ở gia đình nhà Mao Đệ nhé mọi người nhé. Giới thiệu với mọi người về toàn thể nhà Mao Đệ luôn. Hôm nay thì có Duy Bốp đi vắng rồi. Duy Bốp với lại vợ đi vắng rồi. Thì chỉ còn có đây, từ bên này. Đây là ông Sáu, người mà chuyên đi lấy thuốc cho mẹ Mao Đệ với lại làm thuốc, phơi thuốc và sấy thuốc. Bà vì nhà mẹ Mao Đệ bán thuốc nam à? À đấy, tiện đây thì cũng giới thiệu cho mọi người luôn gọi là kho thuốc nam của nhà mẹ Mao Đệ nhá. Và mẹ Mao Đệ chữa rất nhiều loại bệnh nhá. Đây bà tự giới thiệu cho mọi người đi, tại vì cũng muốn tiện là muốn giới thiệu cho mọi người luôn ai mà có bệnh tật rồi, những bệnh nào mà bệnh viện nó gọi là khó có thể chữa được ấy, hãy tìm đến thuốc nam nhá. Đây, đó. Thuốc nam. Đấy, đây là thế nào nhỉ? Đây là thuốc yếu, yếu sinh lý. Các anh nào mà yếu sinh lý, bổ thận tráng dương đây nhé. Đấy. Một đó. Người khỏe, hai người vui. Cái loại này là loại đun nước uống và kết hợp thêm cả 4 lọ thuốc viên nữa. Đấy. Thuốc sinh lý này có quả là thuốc viên, dẫn thuốc đun nhé, hai cái mà. Quá yếu thì là phải uống hai cái đấy. Lại còn cái quá này là yếu thuốc gan nữa. Thuốc chữa gan à? Đấy. Đấy. Mát gan, mát thận, ai mà uống rượu nhiều ấy thì nên đấy. Sử dụng loại này. Đó, siêu thuốc rất nhiều nha mọi người nhá. Ở như mình hay uống rượu nhiều thì hay dùng thuốc mát gan với lại cái gì nhỉ? Cái thuốc dạ dày thôi. Đấy, thuốc bột dạ dày. Thuốc bột dạ dày của nhà mẹ Mao Đệ nhá. Ngoài ra còn có rất nhiều loại thuốc xoang. Xoang này. Đấy. Và đây thôi để mẹ Mao Đệ giới thiệu thuốc á sừng nhé. Đây là ngứa á sừng gan, nếu mà bạn nào mà nóng gan mà bị ngứa phát ban ra ngoài ấy, là uống 20 gói này với lại hai lọ này nhé, bôi lọ này trước bôi lọ này sau nhé, là ok luôn. Á sừng chữa được ngứa đấy. Đấy đúng đấy, ngứa mới phát ban ra ngoài ra đấy, đấy còn tam ao là hay uống cái này này. Đấy, siêu cay dạ dày ăn siêu cay nhiều hay đấy. Bị dạ dày nhờ mẹ Mao Đệ mà dạ dày anh em mình chiến được hết các loại cá sống đấy, nếu mà sinh lý thì lại hai cái này là kết hợp đây nhé. Đấy đây là sinh lý, quá yếu thì lại uống cả hai loại này kết hợp nhé. Ấy nhưng bài cho cháu hỏi chứ có hả? Cái loại thuốc nào mà sinh lý mà khỏe quá cần hoãn lại không? không. Quá khỏe thì không hoãn nổi. Thế bà có thuốc tắc để không? không. Cho vợ cháu liều. Chỉ có uống là đấy thôi. Không chữa chồng thì chưa cho vợ chỉ tắc để chuẩn là xong nhỉ? Không tắc nổi, không dừng nổi. Thế thì ai mà yếu sinh lý lên gặp thầy Lang Cường. Quên ai mà thôi, nói vui thế thôi, mình không biết chữa bệnh. Còn cái này là thuốc đau nhức răng nhá. Sâu răng đây, mình cũng dùng rồi. Cả loại ngọm này lẫn loại đun nước để xông. Đấy còn ai mà bị tê bì chân tay mà bị đổ mồ hôi đấy. Nóng gan mà đổ mồ hôi chân tay mà ướt mồ hôi này. Ngâm này. Hôi chân, hôi tay. Sao bà không giới thiệu cho cháu cái thuốc này từ ngày trước? Đây, vòng dạo này vừa nghỉ, dạo trước nó hết. Thôi, cho cháu một gói luôn đi. Mình là bị hôi chân trực tiếp nhá mọi người nhá. Đây. Tất cả các loại thuốc ngày trước mình dùng là cái mấy cái loại bột mà của thuốc Tây ấy, bột rồi cái gì nhỉ, nói chung là uống rồi bôi ở chân này, đều sợ nhất là những ngày hè đi giày với kia vào nhà ai là còn không dám cởi giày ra đấy. Cởi ra phát chạy mất mùa hè rồi. Này bán cái này chạy lắm, tốt lắm đấy này. Bạn nào mà muốn gì nhỉ, bột tinh bột nghệ nhà Mao Đệ cũng có nhé, của nhà Mao Đệ làm nguyên chất luôn đây, 100% luôn. Nói chung là ai mà cứ có bệnh gì đó mà đã đi chữa nhiều nơi, chữa đấy nhiều nơi và nhiều bệnh viện rồi mà nó không khỏi hẳn, không dứt điểm ấy, hoặc là không khỏi ạ, thì cứ liên hệ mẹ Mao Đệ, mình để số điện thoại trên màn hình nhé, bà đọc lại cho mọi người xem. Đây 0978
0978 312 0978 297 312 nhé mọi người nhé. Có một cái số đấy. Này nữa Cường đọc đó. Cho bạn. Đấy là số 20 này. 0972 725820 nhé mọi người nhé. Đó hai số điện thoại đó mình sẽ để ở trên màn hình, ai có nhu cầu thì cứ liên hệ về mẹ và cho mẹ Mao Đệ nhá. Cũng tiện tiện thì giới thiệu cho mọi người về nhà thuốc của mẹ Mao Đệ luôn. Nói chung là ngập tràn thuốc, mọi người cứ yên tâm là những ai có bệnh gì thì cứ liên hệ mẹ Mao Đệ sẽ tư vấn nhiệt tình nhá. Yên tâm là không mất phí đâu mà lo nhá. Đi ra chén đi, vài thèm quá rồi. Thế thì cứ liên hệ đến số của mẹ Mao Đệ là 0978 297 312 với lại 0972 725 820 nhé. Nãy đang nói đến đâu nhỉ? À quên, giới thiệu đến ông Sáu rồi. Còn đến lúc nãy là mẹ Mao Đệ ngồi ở đây thì mọi người biết rồi. Còn đây là anh Hoàng Anh. Anh ép bịp. Gọi là Hoàng Bịp, chuyên đi bắt bìm bịp, và bây giờ là Mao Đệ thuần thuần hóa về nuôi gà. Đang nuôi gà trọi cho Mao Đệ nhá. Còn đây thì chắc mọi người biết rồi. Không phải giới thiệu nữa. Anh Khang cô đơn. Cũng Khang tái. Ai mà chưa có người yêu nhớ liên hệ Facebook Khang Trần nhá. Chưa người yêu, chưa một mảnh tình bắt vai, anh thanh niên năm nay đã 32 rồi. Đó. Hơn ạ. Bà Tư. Rồi nhá. Ba đây. Đây là một bữa cơm thường ngày của nhà mình. Hôm nay còn thiếu Duy Bốp với lại còn hai mế bốc sắc thuốc cùng mẹ Mao Đệ nữa, nhưng mà tối quá. Tôi hẹn mọi người hôm nào đông đủ mình sẽ quay cả thể. Hôm nay là chuyện thể anh em mình buổi trưa kiếm được mà gọi là ít thương thương bọ xít là làm một bữa. Có rất cay. Có con rất cay. Món này rất là ngon đấy mọi người nhá. Nếu mà ai mà không sợ đồ kinh dị thì có thể thưởng thức thử một lần trong sáng nghiện đấy. Thôi clip này mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay để lại cho anh em mình like, mình xem, comment, mình đăng ký kênh Đường Chung bên cạnh nhá.